Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay Mỹ về vài cái nịch và vài cái ví. Hàng này hàng thương hiệu, hàng từ Mỹ về. Thì người nhà mua bên Mỹ và hàng chính hãng, không phải là hàng giả nha anh em. Shop mình không có bán hàng giả. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho anh em xem vài cái ví ông địa. Thì hồi sáng thì cũng lên vài cái ví mà bán cũng rất là nhiều. Còn lại mấy cái ví thì anh em cứ quan tâm liên hệ mình. Ok, thì cái ví ví da. Ví này ví da nha anh em. Đây. Rồi, anh em nào cứ quan tâm thì chụp lại màn hình gửi cho em. Đây là ví da nghiêng, nghiêng khói. Rất là dày, từ Mỹ về. Đây. USA này. Rất là đẹp ha anh em ha. Giá của ví này là 1,3 triệu. 1,3 triệu, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100. Đấy. Rồi, 1,3 triệu nha anh em. Cái này thì nó có, em có mấy hai màu. Anh em cứ chụp màn hình gửi lại em. Này. 1,3 triệu một cái nha anh em. Rồi, tiếp đến là một cái ví. Cái ví này. Rất là đẹp ha anh em. Da rất là dày. Da nha anh em. Đấy. Mình quay rất là rõ và cận cảnh để cho anh em xem. Make in USA. Đấy. Rồi. Cái này là từ Mỹ về. Giá 1,3 triệu em này. Em này có màu đen luôn. Đấy. Rồi, và màu này luôn. Wow, màu này rất là đã ha anh em ha. Nó quát luôn. Da lộn quát luôn. Rồi. Mấy cái này là nó quát hết. Màu đen cũng quát luôn. Và da chầm chầm, da bò. Đây anh em. Đấy. 1,3 triệu một cái nha. Anh em quan tâm liên hệ mình. Anh em cứ chụp màn hình gửi cho em. Rồi, tiếp đến là cái ví ông địa. Ông địa có mấy màu nha anh em. Ví ông địa thì rất là nổi tiếng rồi. Ví ông địa này rất là nổi tiếng. Cái màu này là màu xanh. Xanh phay ha. Cái này là nó quát nè. Địa rất là nổi tiếng. Make in USA luôn nè. Đây. Da bò. Da bò rất là dày. Và đó, cái ví này rất là mềm nha. Rất là mềm. Đây. Đây. Rồi, 1,3 triệu. Anh em thích màu nào thì liên hệ mình. Wow, cái màu này rất là màu nâu sậm. Nâu sậm. Đây, 1,3 triệu anh em ha. Rồi, nâu đỏ. 1,3 triệu nha anh em. Đấy. Ông địa ngồi khẽ đờn nè. Đấy. Nó lên màu rất là đẹp luôn. In nó lên màu ha. Rồi, 1,3 triệu. Tiếp đến là Tommy. Make in USA luôn. Nó có phối nhiều màu. Đây, da nha anh em, da rất là mềm. Mềm lắm. Ví rất là mềm mại ha.
ví hiệu nó có khác, 1879, 1.3 triệu. Rồi cái Tommy này, wow, cái này có vẻ là pro lắm, rất là pro luôn. Đấy, hậu quát Tommy. Thế anh em cứ chụp màn hình, tại vì mình quay video cũng khá là rõ và ánh sáng cũng khá là tốt, 1.3 triệu. Cái này sao, make in USA. Cái này thì còn có hai cái thôi. Đấy, rồi cái này thì Echo con bò, cái này rất là nổi tiếng luôn, Fai USA. Da bò hết. Rồi Tommy. Đấy, thì anh em xem ha. Rồi, tiếp đến em Tùng gửi đến một cái vài sợi dây nịt. Đầu tiên thì nó là Tommy. Tommy. Cái này là 1.3 triệu luôn anh em ha. Da rất là đã luôn. Ota. Cái này thì anh em mua hơi nhiều, mua nhiều nha anh em. Cái màu vàng này anh em mua nhiều. Rồi, tiếp đến là một cái liver. Đấy. Rất là đẹp luôn. Anh em mặc quần jean thì tuyệt vời. Cũng 1.3 triệu nha anh em. Đây. Anh em về cách đo đúng mình USA. Rồi, tiếp đến là Tommy luôn. Anh em cứ chụp màn hình gửi em. Tommy Moto. Nó ghi là Hackley. Cái này chuyển qua chuyển lại ha. Màu nó quách rất là đẹp. Đó, USA luôn ha. Anh em nào mơ xe thì lấy sợi này. Rồi, sợi này rất là cổ điển, rất là đẹp. Cái này xoay tròn được này. Và cái liver. Đơn giản mà đẹp ha. Phải. Rất là đơn giản nhưng rất là đẹp. Đây. Cái cộng này chỉ có 2-3 cộng gì nha anh em. 1 cộng, 2 cộng gì em không nhớ rõ, nhưng mà cộng này hơi bị pro. Rồi, tiếp đến là Armani. Cũng 1.3 triệu luôn, Armani nha. Mình quay cũng rất là rõ. Và cái màu này là màu sẫm. Màu này rất là hiếm. Da bò hết nha anh em. Rồi, USA. Anh em quan tâm liên hệ mình. Rồi, mấy cái sợi quách nha. Anh em xem mấy sợi quách. Rất là cổ điển luôn. Đây. Cái ly. Sợi này 1.5 triệu nha anh em. Anh em chỉ có 1 cộng thôi. Anh em quan tâm liên hệ mình, 1.5 triệu. Cái này xoay được luôn nè. Đấy. Mình cho anh em xem thử nó là gì. Đấy, 1.5 triệu. Wow, rất là đã luôn. Nó là USA luôn nha anh em. Đấy. Ồ, em này sản xuất da băng. Em này sản xuất da băng nha anh em. Đấy. 1.5 triệu em này. Rồi, tiếp đến. Coi em này sản xuất đâu. Da băng. Da băng. Ông này là hãng này, ông Địa này.
rồi nó có dính gì móc móc ở đây à, anh em về lâu là nó hết nè, cũng 1,5 triệu em này, 1,5 triệu à. Đây là dây ông đĩa à, nó quát, nó quát nha nha anh em, dây nghiêng quát. Rồi tiếp đến em này luôn, wow đẹp, rất là đẹp luôn, cũng 1,5 triệu luôn, da này nhìn phê luôn. Mấy cái dao băng đấy, 1,5 triệu. Rồi em này cũng 1,5 triệu luôn, cái màu này nó cũng ấy ha, hợp với anh em mà quần jean rồi, tuyệt vời. Ok, mấy dây này là 1,5 triệu hết anh em ha, mấy dây này siêu hiếm. Rồi tiếp đến là một cái cộng lever cũng 1,3 triệu này, màu đen, màu đen rất là đã ha, và em này sản xuất Mỹ, Tommy, cái này chuyển qua chuyển lại được luôn, màu đen à, giá của nó là 1,3 triệu. Rồi cái này ly cũng 1,3 triệu luôn. Nói chung là cái này là Moto hoặc Play à, cũng 1,3 triệu luôn. Rồi cái này là của ly thì cũng 1,3 triệu 501. Rồi cái này Echo cũng 1,3 triệu luôn. Rồi một sợi rất là độc luôn, wow rất độc à, cũng là 1,5 triệu. Rồi quá là hấp dẫn anh em ha. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Thì mấy cái dây mà đã quát ở phía trước này, nó sản xuất tại Gia Băng, thì giá của nó là 1,5 triệu. Còn những em mà sản xuất tại USA, giá của nó là 1,3 triệu. Anh em có chuyển khoản thì em Tùng sẽ bao ship tất cả cho anh em. Em Tùng cảm ơn anh em.